trao môi hôn đắp giấy. Hẹn mai đây, tiếc yêu này vẫn ngất ngây. Mình dìu nhau đi Tết nơi, bình yên theo sau khách chơi. Ngày mai đây, thước đo nào cũng chẳng rơi. Đau bụng quá. Ai không có gì đẹp. Chào chị. Chào hai cô gái xinh đẹp. Chẳng hay hai em uống gì? Chị cho em hai ly sinh tố sạch nha chị. Em ơi, quán chị từ trước giờ đến lúc nào cũng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cho nên là không có chuyện dơ ở đây đâu. Em không cần phải kêu là hai ly sinh tố sạch đâu nha em. Sao em thấy quán chị không được sáng cho lắm nhờ? Gái gái, chịu khó để nhìn chút đi em nha, để ý chút đi nha. Ở à, đây nè, chị chơi nguyên cây cục điện vô nhà chị mà ha, 1200W, làm sao có chuyện không sáng được. Với lại cái chuyện sạch với sáng nó không có ăn nhập gì với nhau hết nha cưng nha. Thôi chị cho em hai ly sinh tố dâu bình thường nha chị. Ừ, gái đẹp mình nói những cái gì nó đẹp đẽ dễ nghe nha, tụi cưng nha. Dạ. Gì vậy? Làm cái gì mà mặt chầm hầm vậy? Hai cái con nhỏ yêu nghiệt đó đó, vô quán chê bai quán tối không sạch sẽ lum hết trơn. Con đẹp ra cho. Đem qua cho cười lên cái nè, cười lên. Ê bà, đây là cái loại dưỡng thể nhập từ nước ngoài đang rất là hot đó. Không chỉ thơm cả ngày, da dẻ mịn màng mà giá còn rất là hạt rẻ nữa đó bà. Vậy muốn mua thì mua ở đâu? Cái này phải đặt hàng ở nước ngoài để ship về, nhưng mà để tôi coi coi ở đây có bán không, mua cho nó tiện. Cha ơi cha. Nhanh. Mà kêu giật ngược. Nhanh. Đem ra. Trời, nãy giờ. Nãy giờ chưa bưng hả? Chưa, bây giờ con có chuyện quan trọng lắm. Con phải đi về nhà gấp. Ê, chào bưng ra đi nha. Ê, cái váy này hợp với bà á. Chỗ này cũng gần nhà mình à, bữa nào ra mua. Ê, nãy giờ kêu có hai ly sinh tố à. Mà lâu lắm, chưa thấy mang ra nữa. Nước nè hai đứa. Trời đất ơi, kêu có hai ly nước mà gần cả thập kỷ chưa uống được. Chị mang vào mà tự mình uống đi. Quán xá gì đâu đã không được sáng, mà chỗ lại còn không được đẹp là đã thấy phát bực rồi. Đi chỗ khác uống đi bà. Đồ cái thứ con nít vậy ha. Trời đất ơi, nó vô quán tôi nó không uống nước, nó còn chê bai nhan sắc của tôi nữa. Tôi treo cái bảng hả, từ nay về sau ai vô quán mà dám bình luận về nhan sắc của chủ quán thì tôi tính thêm tiền. Mẹ, mẹ không còn thương nhớ con gì hết phải không? Con biết rồi, con cũng thương mẹ nhiều. Ly. Dạ. Con sao đó? Dạ, con đâu có sao đâu ba. Chắc bé Ly nhớ mẹ rồi nôn nóng ngày qua thăm nên buồn bực đi. Thưa cái gì thưa hoài. Ông làm gì ông căng thẳng với ông Lâm? Tôi lo cho bé Ly quá nè. Lo gì? Ông có cách nào giúp tôi không? Tôi thấy bé Ly nó nhớ mẹ nó, tôi... Tôi gì mà tôi. Có vậy ông cũng căng, ông làm tôi cũng căng theo ông nè. Thì bây giờ đương nhiên rồi, mẹ con mà mới gặp nhau mà bây giờ phải chia ly thì đương nhiên nó phải buồn rồi, có gì đâu. Biết là vậy nhưng mà tôi thấy nó buồn tôi xót. Ê, ông, có cách rồi. Cách gì? Tại sao mình không dựng được một vở kịch, rồi mình diễn cái vở kịch đó, rồi bé Ly nó coi vô cái nó đỡ buồn, nó xả stress hơn. Nhưng mà liệu có hiệu quả không? Sao không hiệu quả được, vấn đề mà văn nghệ văn gừng rồi đó. Thì vợ chồng tôi là số 1. Cái này mình về mình nói với bà cha, biết đâu bà cha ủng hộ hai tay luôn đó. Quyết định vậy đi. Ừ, đi. Ê, trời đất ơi,
Ê gái gái gái, ê kiếp mình đã có thêm một người nữa rồi. Được. Gì vậy chú Ba? Hả? Chú Ba tính làm đoàn phim hay gì mà có ekip vậy? Không phải đoàn phim mà là đoàn kịch. Con đã có đất cho con dụng võ rồi, hãy thể hiện mình đi con. Ủa mọi người ơi mọi người, làm gì mà tự nhiên mình căng thẳng với nhau quá vậy mọi người? Đúng, hồi nãy giờ căng cơ mắt mỏi quá. Thì bây giờ mọi người muốn diễn cái kịch gì thì nói đi, em viết kịch bản cho. Ừ đúng á, em viết kịch bản nào mà nó vui vui xíu đi cho đỡ căng thẳng. Ê vậy bây giờ mình diễn tuồng Hằng Nga chú Cụ và Thỏ Ngọc đi. Đồng ý. Lâu lắm quá. Đứng đi chị cho mệt. Chị Hằng ơi, chị Hằng hay chị khùng vậy? Chị Hằng, ủa con Thỏ dắt cái rổ đi đâu vậy? Đây là cái cân đổ vân, chị Hằng ơi leo lên mây đi. Đó đúng rồi, y chang mây luôn, bye đi chị Hằng. Bye bye trên bầu trời rồi mình cùng mình bye bye trên bầu trời. Cái này không có giống chị Hằng mà giống chị khùng quá à. Anh kỳ quá à. Chị Hằng Nga gì mà đầu ấy đầu như bà điên vậy? Cái này là Hằng Nga quý tộc. Quý tộc là phải thồn trên đầu vậy hả? Đúng rồi, quý tộc là phải có cái vương miện trên đầu như quê hậu vậy đó. À, dễ thương quá. Mấy người chuẩn bị trước hả? Chuẩn bị trước. Thì đó, đồ của con bé Quỳnh đó, nó đi diễn Trung Thu xong rồi nó còn để ở nhà cái mặt làm ta nói quá trang luôn. Anh Lâm, anh thấy tạo hình của hai vợ chồng tôi làm sao? Xuất sắc luôn. Dễ thương đúng không? Mọi người ơi, mọi người, hình như mọi người đã quên một cái người nào đó trong ngôi nhà này á mọi người. Quên nữa chứ. Ê, cái con bé này nó đẹp nè, nó dễ thương nè, nó có học diễn xuất nữa. Mình cho nó cái vai gì lớn lớn đi vợ. Một cái vai mà đầy đủ cảm xúc. Đúng rồi, đầy đủ cái độ mà khủng khiếp, cái độ mà dữ dằn á. Cái vai mà nếu mà không có là không được. Đúng rồi. Bây giờ mình giao cho nó vai cây đa đi. Ừ, mày đóng cây đa nha. Nha Quỳnh đi đóng cây đa đi, đồ ở dưới chuẩn bị sẵn ở dưới rồi. Ủa mọi người ơi, mọi người. Thì đúng rồi con, có cái bộ đồ sida trọng á, con quấn lên con làm cây đa nha con. Đi đi con, đi đi. Gì vậy, sao nó không vui sao á trời. Dễ thương gần chết, cây đa là ý nghĩa lắm á. Không, rớt hoài, quỷ này nó rớt hoài. Cảm ơn anh Lâm. Không có cây đa đó là không có chú Cụi và không có chị Hằng đâu. Nên phải có cây đa. Cái này quấn ở đâu? Quấn đầu nè. Đây tôi làm, ấy, ấy, làm trường cho. Đó. Dạ, cảm ơn anh Lâm. Để lên. Đó, vậy để mới dễ. Sao em không thiết kế nó dính luôn? Dính luôn chi, không được, khó quá. Ê chồng, em thấy hai vợ chồng mình diễn Trung Thu xong cái để dành hai bộ đồ này Halloween đi chơi luôn. Đi ha, tất tay đi chơi luôn. Xong chưa Quỳnh ơi, lâu quá Quỳnh ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi cái đa đẹp quá mợ ơi. Thôi cái đa cưng quá mày, dễ thương. Rồi giật diễn đi, diễn đi. Bây giờ là cây đa là không cần thổi. Ừ. Mặt mày sao chùa ụ về mà đóng cây đa mà phải vui lên chứ. Sao mà buồn vậy? Bây giờ cây đa cười đi cho cả nhà cùng cười. Cười đi đa. Đứng luôn đi. Em ơi, phân vai rồi đúng không? Đúng rồi. Là bây giờ phân thổi đi nè. Bây giờ là cây đa là cái cây nên nó không cần thổi. Dừa, cho mày dừa, mày không có thổi đâu mày. Tại vì cây là đâu có biết nói đâu. Đúng rồi, mày là cây đa, mày không có được thổi, không được nói đâu mày. Đúng ơi. Rồi, con Thỏ cũng vậy. Con Thỏ là từ đầu cần kịch tới cuối kịch chỉ ăn cà gốt thôi không thổi. Dừa. Yeah. Cho câu thổi đi. Không, con Thỏ thổi là mấy đứa nít đó. Trời ơi, này xạo nè, con Thỏ nào biết thổi, không cho thổi. Chứ ai được thổi? Tôi thổi. Tại tôi chị Hằng, tôi là con người, tôi thổi được ha. Thần thánh thổi được. Còn con Đa với con Thỏ là không thổi, coi như là quần chúng không thổi đó. Rồi, quyết định vậy nha. Rồi. Có lương không? Lương hả? Không có, bao ăn cơm trưa thôi. Trời đất ơi. Rồi, trừ 10% tiền cơm luôn nha. Trời đất ơi.
Rồi bây giờ là diễn đi. Bây giờ là Hằng, chị Hằng hát. Rồi con thỏ với cây đa múa. Múa nữa. Múa minh họa. Rồi hát đi. Vậy mọi người xong chưa? Giờ rồi nha. Rồi 2, 3. Vô. Anh ơi, thằng bay mới ngu bắt cầu ô thước à. Trên dài ngăn ngà trích như ngu lộ ngu lan. Trên một năm dài xa cách đầu nách. Tao nó không có thổi. Nãy mày quên thổi, tao hát giùm mà còn chửi tao. Không có được mày tao. Em đã nói là không có thổi là nín. Im nghe em hát. Rồi. Mọi người. Dạ. Hình như cái này nó không hợp với cải lương đâu nha. Không hợp hả? Không hợp thì em biến tấu qua nhạc hip hop. Yo, here we go, yo, yo, chắc là đau, yo, yo. À, vụ này em thấy không ổn, em xin rút lui nha mọi người. Ủa sao vậy? Ê, Quỳnh Quỳnh, cái này là mình làm cho Ly vui, ha. Mình là người trong gia đình rồi mà làm như vậy đó, là Ly nó biết nó buồn á, biết không? Ừ, Quỳnh, đáng giúp anh đi. Em giúp anh lần này thôi đó, sao vụ này anh phải bù lại cho em á? Đi đâu nữa vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu? Trời ơi thiệt. Thôi hát đi. 2, 3. Vô. Tập cho sung vô, tập cho cố vô, bây giờ hết siêu quách rồi. Trời ơi, em mệt quá trời ơi. Em buồn ngủ mà em không tài nào nhắm mắt được. Nhưng mà chú Ba sao có thể hay đến như vậy? Đặt cái lưng xuống là ngay khò khò. Thôi, em với trà ráng đi. Cố lên. Có lên cho con Ly nó vui. Ê Quên. Quên. À, hay là mình diễn kịch thiệt là hay. Xong rồi mình mở kịch cà phê, cái mình cho bé Ly là khách hàng đầu tiên miễn phí của quán. Ôi đi trà ơi, bày ra chi cho mệt thêm chứ làm được gì. Quán đang kinh doanh vậy là ổn rồi. Em thấy quán buôn bán ế ẩm không? Mình mới biết suy nghĩ nhiều cái chiêu trò ra mình mới dụ được khách vô đây với mình, hiểu không? Đúng. Chào buổi sáng mọi người. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Mọi người có sao không? Mặt mọi người bơ phờ quá vậy? Cái mặt con vui vậy? Ủa không phải con đang buồn hả? Ờ thì con cũng có buồn, nhưng mà ba Lâm con buồn hơn nhiều. Hả? Anh Lâm buồn vụ gì? Em cũng không biết nữa. Tối hôm qua tới giờ em gặng hỏi quá trời, ba có chịu trả lời đâu. Với lại hả, sáng nay em nhìn thấy mặt ba em bờ phờ. Giống y như hai người vậy đó. Có khi nào tối hôm qua... Nè, đừng có ăn nói tầm bậy tầm bạ nha. Từ hôm qua tới nay, ông Lâm không hề qua bên quán này nha. Mà chà, giờ làm sao cho ba con hết buồn giờ? Dễ ẹt. Nếu như mà ông Lâm ông buồn, thì mình sẽ diễn kịch cho ông vui. Ai diễn? Chà, với Quỳnh Diễm. Ai mà buồn là mình diễn kịch cho người ta coi là người ta sẽ vui. Xong rồi lúc đó nha, trà sẽ cho Ly làm khách hàng miễn phí của trà, có chịu không? Miễn phí hả? À không, giảm 50%. Thôi, con không có tiền đâu, chắc con không coi đâu trà ơi. Ly, từ trước tới giờ ba Lâm đã lo lắng cho con rất nhiều. Thì đây là cơ hội để cho con báo hiếu cùng cha mình. Con phải biết công được rồi, cha nuôi thái sơn. Được rồi, dạ, được rồi. Con sẽ đưa ba Lâm tới đây để con kịch của mọi người diễn. Rồi con sẽ bỏ tiền ra để cho mọi người diễn kịch nha. Đồng ý. Thank you.
thiệt á trời. Quán đã ế này càng ế hơn. Cứ vậy rồi sao vợ chồng mình sống được đây? Đã bình thường đã ế rồi, mình em đang tập kịch để bỏ bê quán cái ế luôn. Lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Bà xà bụng ở nhức cái đầu quá. Rảnh lắm. Quán nó buôn bán không được rồi còn giúp 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 ông Lâm, giúp ông Lâm. Rồi bây giờ nó thấy chưa, tiền bạc thì không có mà còn phải dắt kiệt sức ra nữa. Thì bà cũng phải hát hò, bà cũng tài lanh tài lẹt, bà hát đồ nọ sung lắm mà. Nó nói thơm à? Gì mà hai chồng to tiếng với nhau vậy? Tại ông đó. Sao tại tôi? Chứ gì nữa, tại tập kịch cho con Ly vui cho nên bữa giờ bỏ bê cái quán nè. Thấy ông quan xá đã ế rồi mà tập kịch cho ông, bây giờ không có đồng ra đồng vô là vợ chồng tôi chiều nay đói bụng là không có đồ tiền mà mua đồ ăn luôn nè. Lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Tại bà đó. Thôi thôi được rồi, bây giờ tôi bao hết quán được chưa? Hai người cứ ra sức tập luyện đi, tôi trả tiền cho. Ông hứa nha. Có bây giờ tôi gạt hai người không? Ừ cho đâu. Vậy được. Ủa nhưng mà giờ ông Quỳnh đi diễn rồi, ai tập với tụi mình? Con Quỳnh là cái vai nó không quan trọng. Có cũng được, không có cũng không sao. Đúng. Chỉ là hai vợ chồng mình là phát huy thôi. Đúng. Ông Lâm ơi, là khúc này tập kịch là tôi thêm cái phần nhạc đó, tôi mua nết cho ông luôn, tôi khuyến mãi cho ông luôn. Ông nhớ bo tụi tôi thêm nha. Chuyện nhỏ nhưng mà nó nghe nè, tập cho đàng hoàng nha, chứ không phải là diễn qua lo lấy lệ không được đâu á. Ông yên tâm, vợ chồng tụi tôi là gia đình nghệ thuật nha, làm cái gì là ra cái đó, không phải làm mà làm sơ xài đồ này nọ để ăn giật tiền người ta. Như vậy là tụi tôi không có làm, ông hiểu không? Đúng như vậy. Bây giờ ông không tin đúng không? Tụi tôi sẽ làm cho ông coi thử, chịu không? Làm liền đi chồng. Rồi, làm liền. Vô. Kính thưa mọi người và các bạn đã có mặt trong buổi lô tô của chúng em ngày hôm nay. Thì lô tô của chúng em ngày hôm nay có những bài hát cực kỳ đáng yêu, cực kỳ dễ thương dành tặng cho mọi người. Thì bây giờ mọi người dứ là ta nói là vỗ tay rần rần cũng như là ta nói bo tụi em nha mọi người ơi. Giờ nói đi giờ. Dạ mấy anh mấy chị ơi, nhanh tay với lại gian hàng lô tô của chúng em để có một tờ vé số trên tay mình, để có một tờ số để dò số để lấy quà đem về cho con cho cháu nha các anh các chị ơi. Không đi hội chợ thì thôi, chứ đi hội chợ là phải đem quà về còn trần trời nữa nhé. Số gì ra con, số gì ra số gì ra, dò số đi dò số đi anh chị em ơi. Trong căn nhà quan dường như có ma, nó lu đầu ga làm em hú hồn. Con ma đầu đinh hàm răng trắng tinh, nó lu đầu ga làm em hú hồn. Ngày lại ngày vừa qua đầu đinh nó cắn em, ngày lại ngày vừa qua đầu đinh nó liếm em. Thơm 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 thui ịnh, thơm 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 thúi anh. Còn số 9, con số 9 rồi gạch lên kinh. Con số 9 anh chị nào có số 9 là gạch chơi em nha mấy anh mấy chị ơi. Rồi kinh rồi. Quá kinh. Yeah. Anh kinh sổ nha anh ơi. Vui á. Vui không vui? Vui vui vui. Vui. Ba, con có chuyện muốn nói. Có chuyện gì hả con? Con hẹn ba ở quán cà phê nha. Ra đó rồi ba con mình nói chuyện. Nhưng mà có chuyện gì? Thì ba cứ ra đó đi, rồi ba sẽ biết. Ly! Ủa, con bé biết vụ mình nhờ vợ chồng ông ba diễn kịch rồi hả ta? Gì? Em thấy không được đâu, giống như là lừa đảo vậy đó, làm ăn bất chính. Biết cái gì về chiến lược kinh doanh mà nói. Đúng rồi, con làm vậy là ảnh hưởng cái xuất diễn này, con hiểu không? Mọi chuyện cứ để tự nhiên đi, mình tự tạo bất ngờ cho mình. Chưa hả? Vô chưa? Vô đi. Hai, ba.
tùng dinh dinh dinh, cắt tùng dinh dinh dinh, dước vui theo trăng là pha cổ linh đình. Khi ông trăng thanh dưới trời xanh bao la, anh trăng sang người giúp chúng ta vui. Tùng dinh dinh dinh, cắt tùng dinh dinh, muốn lần nghe muốn lần đi, dinh dinh dinh, tùng dinh dinh dinh. Gì mà lộn xị cả lên vậy trời, không biết Ly có thích không đây. Trời ơi, kịch gì mà giống Lão Thập Cẩm quá vậy trời. Ly. Ba. Con hết buồn chưa? Ba hết buồn chưa? Ủa chứ không phải là... Con đang hỏi ba đó, ba hết buồn chưa? Ủa chứ không phải là... Con đang buồn vì chuyện nhớ mẹ con hả? Trời đất ơi ba, không phải. Con buồn á là tại vì con nhờ mẹ mua hàng giùm con, nhưng mà hết hàng rồi. Cái gì vậy? Sao bà buôn bán tùm lum vậy? Bữa trước là ba nhớ là con buôn bán cái hộp thư giãn gì đó, còn bây giờ chuyển sang hàng xách tay hả? Trời đất ơi, ba này không có tức thời gì hết. Ba làm ăn kinh doanh mà, thì ba phải thuận theo người ta, ba hiểu không? Bây giờ hàng gì đang hot là mình phải kinh doanh liền, mình phải bán liền. Mà mấy bữa nay ba làm cái gì mà mặt ba rầu rĩ buồn bã quá vậy? Ê nó nghe nè, khách mình bị vô duyên á, hiểu không? Ở trên đây ta diễn thấy bà người ta mà không tập trung, không vỗ tay mà nói chuyện riêng là sao vậy? Nói chuyện riêng thì xin mời ra khỏi đoàn kịch của chúng tôi đi. Đi ba. Thôi về. Trước khi đi trả tiền cái. Trả tiền nãy giờ diễn kịch diễn ơ đồ này nọ. Ủa? Tôi đưa tiền cho chàng rồi mà. Tiền của anh khác, tiền của Ly khác. Vậy là chà lừa cả hai cha con á hả? Cái đó không phải là lừa gạt, cái đó người ta gọi là tiện cả đôi bên. Em không liên quan tới em hết, em chỉ là một nhân viên trong quán thôi, em chỉ làm theo lời chủ thôi. Về ba. Về con. Ê cái đồ coi quịch. Ăn quịch được, uống quịch được, nhưng mà trước giờ chưa có ai coi kịch quịch. Bây giờ có. Về con. Nè, con nói cho chú ba, dì chà và chị Quỳnh biết nha. Con không có buồn gì hết. Nãy giờ mọi người diễn con thấy bình thường. Vậy nha, về ba. Trời đất ơi, lật lòng uổng công tôi tập kịch 3 ngày 3 đêm, mướn phục trang đồ này nọ mà cuối cùng hả lật lòng như vậy. Nhưng mà không sao em ơi, mình cũng có tiền ông lắm là được rồi. Đúng rồi. Định lấy lòng Ly bây giờ bị giận luôn rồi. Bây giờ anh chú Lâm chắc sẽ giận lắm đi. Lo xa quá à. Ông Lâm không có dám giận con đâu Quỳnh ơi. Rồi hai người xong chưa? Cởi đồ ra đi em đem trả. Chơi chưa vui gì hết, đầu đồ lại rồi. Hai đứa mình tự chơi. Tùm dinh 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 cắt tùm dinh. Trời ơi chú ba, nghe con nói nè, xong chưa? Trả đồ cho con liền, con đem đi trả cho người ta. Ủa? Sao vậy bác? Sao phải trả gấp vậy? Trời ơi, một ngày thuê tới 200 ngàn lận. Trời. Cái gì? Như vậy là lỗ rồi. Tại vì á, bây giờ chú không khác rồi, chú không thay đổi rồi. Nếu mà chơi chung như vậy thì chú sẽ bị lấy cái bệnh đó. Không được, vậy là chị Trà sẽ bị mất chồng. Ê tào lao vậy. Tự nhiên cái chơi với nhau cái bị mất sùm lum xạo. Trời ơi, người xưa có câu chọn bạn mà chơi, đúng không? Chọn bạn mà chơi. Được rồi, tôi không muốn nói gì nữa hết. Hai ông bây giờ coi tôi như cái gai vậy nha. Bây giờ tôi sẽ đi, không ở đây nữa. Mấy ông muốn hợp gì mấy ông hợp. Mà khoan, bây giờ tôi rút ra khỏi hội với ông, mai mốt không có hợp hành gì nữa hết. Úi xài, bây giờ tôi rút ra hội với ông, không có đi hợp này được. Chắc cần. Úi xài.